đây chào bạn nha. Nay cả nhà mình kéo nhau đi bộ bạn ơi. Ừ. Ê, đây cá quá trời nè. Khu vực mình chả đến giờ hết cá và kéo xuống hảo 100. Cao thủ thử nọc cá chê, bào. Nhiều thứ lắm. Ừ, đây văng về vô đi. Đây, nãy mình có đem theo cái chài nè. Với lại mới sắm hai tay lưới, tay ba màng, tay một màng. Với lại tay lưới cổ văng ngoài sông bự ngoài rồi. Hồi về cuốn. Mà không biết tới lượt mình cuốn không là ghé cuốn trước không biết nữa. À, dứt tay ba màng trước đi. Giao cho chủ nhà văng đi. Thôi chủ nhà kinh nghiệm biết chỗ thâu địa văng mới được chứ. Này xuống đây chơi là bào cắt kiểu luôn bạn ơi. Chơi nhiều môn phối hợp lắm. Rồi đây giờ xéo qua xéo lại chơi tới. Này chơi văng đại giữa cũng được, cái chút xíu cái bắt đầu mình mò tóc. Mò ở đây luôn hay gì? Mò ở đây mò lên trên mò. Xích thì chỗ nào có mò. Mình bán vô cái cầu đi. Bán vô cái cầu cũng được, để xích vô trong đi. Bán vô cây vô đây. Cái cầu đây dở luôn. Nay quay về ruộng đồng bạn ơi. Rồi mà áo màu xanh hợp với tay lưới màu xanh luôn rồi đó. Đúng bài luôn. Mấy cái lú vớn này còn đặt không? Không gà hảo đây hết cá mà cá cũng còn ít nên không có đặt lú, không có đặt vớn gì nữa. Như nước rồi đặt vô đâu, con nước đặt rồi đặt đâu vô mấy trăm triệu gì rồi. Tạm thời nghỉ rồi dư ăn rồi. Qua mùa sau đặt tiếp. Đặt nhiều tiền để xả hết. Ừ, đây về vô. Xuống lưới. Đây này nhiêu mét không biết. Chắc tầm 8-90. Mới khai trương luôn. 5 phân gử. Nhưng mê sẽ quay theo lại, sẽ quay theo lại giữa kinh nha được rồi. Đây này bắt cá rô khủng. Khỏi. Khỏi khỏi chứ. Kệ nó. Chéo qua chéo lại sao mà chéo qua chéo lại, chéo qua lại ngon dùng dùng. Dính con nào xào con đó, lưới qua mạng cũng lợi hại lắm. Lóc chê gô dính láng. Quan trọng là có cá hay thôi. Rồi, ngon lành. Lâu lâu mới có xuống lần bào cho đã luôn bạn ơi. Bắt cho hết cá luôn. Thiên la đi giống thì đạp cho cái mũi qua đây đi. Nó ngoạn xích cái đít cho cái là mũi nó qua. Ừ. Kinh nghiệm mà. Ừ. Kinh nghiệm 60 năm mà. Okay. Rồi đá cái mũi lại. Ê, cá gôn con máy ốc quỷ quá kìa. Chút nó chạy ra. Cho ra ra giữa sông á. Rồi lúc khéo 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 anh. Chắc gù khuy quá. Kìa đó, đó, đó. Không gù khuy của lâu kiến là hai quá đó. Không, không, nó dính trên mặt. Không lâu kiến rồi. Rồi, lúc luôn rồi. Chỗ tà dừa đó. Đây là dừa đó. Để chìm luôn rồi. Gịch vô, gịch vô. Hỏi gị kìa, chìm chìm khoa ao phẳng đó luôn. Rút một cái chè hồng, cái hồng 3 kg. Nhảy đung đung luôn. Rồi cho vô sát bờ luôn á. Dính một mé rồi. À, cuối làm khó. Cả nào nghe. Chìm cả lóc luôn. Ê, 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 chìm. Ê, cái này nước phải kịch đừng có chạy ơi. Nằm ngoài khơi không ơi. Ôi, có nè. Không tới luôn. Để có chăm chép nữa nè. Nhóc. Con chim chép hả? Xuống em ơi. Con bỏ cái quần đi chứ này. Xuống cái quần này thôi. Chị không nổi đâu. Nát cái quần à. Cái quần ở mặt á nó dài với nó tuột. Ủa sao ngồi chứ lên nè.
Nó ra rồi. Không, nó vô không, nó không có nó. Lớn mà nó rộng, nó rộng nó vô. Anh thả không lùng nó không lặn luôn. Khai chuông, khai chuông, khai chuông. Ồ, hay ta. Khai chuông. Vô. Con cá làm chuông. Có kinh nghiệm ha. Ghê 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 ghê. Nó ta cũng đừng chảy mấy chục năm rồi chứ mày. Nãy phải đập trước á. Đập đùng 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 nó chung vô. Không có ha. Không có heo. Khúc này nó không ở. Không ăn đi xuống dưới lên đi tới cái khúc tay lứa rồi để mà lội dưới tay lứa. Quậy vô dưới lứa. Trời ơi kéo ở ngoài không kéo, kéo vô bụi lụm hồi ông quánh cho mình chết. Sao quánh người trên bờ chứ ai đâu quánh người dưới sông. Này nó không có hang, phải có hang á. Cái này không đè đè xuống là vẫn chiếc thùng. Dính rồi. Dính vậy? Dính dính. Không vậy hả? Dính lưới. Dính lưới, dính lưới. Nè, ông ngoại ông quánh chém con tua nó kìa. Ghê thiệt. Ông ngoại mò ghê quá hả? Ngồi ngoài mò phát một. Phát nào như phát đó luôn á. Rồi lên xuồng đi, nó nặng xuống nó không có dính lưới không? Đã bắt cá con phi cho nó tại vừa đó. Là không có khen, phải có là khen nhiều lắm, chắc thúc cảnh á. Ra hả? Mày có nói non. Nó có tìm đó, nghe hả? Nhà nào có dứt chuồng không nào? Có dứt chi tiết nè. Có tìm tìm đúng đất thì dứt cá được. Ừ vậy? Để xuống ngang. Rồi. Chúng nó. Chúng nó rồi. Mấy mũi ra đây, khô mũi ra đây. Này mà dính con cá lóc cũng ký nha. Dài này như mò gì cũng hết. Nhìn cánh sông. Chắc ăn. Trời. Gì? Gì? Mà lâu kiếm. Hết bước lâu kiếm luôn rồi. Ở cả 3 kg không? Thúc. Cái vỏ ám kinh rồi trước này nó ra ngoài là phải rồi không có hang đâu cái con nãy đâu chỗ tàu dừa đó đó nằm nó hút hút coi tàu dừa này chút này hả phải có dính rồi đó cho tới đâu rồi để coi ra nó đâu không nó chìm trời kìa nó chìm dính dính ngay tàu dừa đó đó nó cá lâu chìm rồi tàu dừa nào bên đây hay bên kia đó. Đây nè. Đây. Hết biết vậy bự chứ bự bụng tay rồi. Bị chìm lớn gọt kìa. Không có khe. Nhìn với dính sụn thôi lâu tới lấy đi luôn nha. Thở gom cục luôn à. Hay quá lỏng lại ngoại rồi này phải nước mà nó dịch cạn luôn đã bởi vì nó trước á
Nước mới gặp là hai ngày nay à. Nó thuộc gan luôn á. Thuộc gan gì mò nó đã nó gom nó giữ. Ừ. Nó bỏ lòng không à. Bên bản cạn không? Cũng vậy hả? Cạn bên này. Ủa đâu vậy? Nước đâu rồi? Ờ, nó kiếm một bự à. Dính là gì rồi nè, dở. Vụt cái gì đó, vụt qua đó. Bên đây nó thấy dồn á. Có máng gì bờ chưa? Bên đây không có máng, bên đây nó tắt qua bãi rồi. Rồi vậy là tắt qua là có cá á. Rồi. Cá lâu rồi đó. Ê, có cá lôi nè. Dính hàng cá mấy chục ký luôn. Gài cho dính cái bận đi. Phải nó có hang á. Đó. Sâu ghê kìa. Chỗ này ngay chỗ múc mà. Đâu rồi lưới đâu rồi? Lưới chỗ nào đè lưới xuống đây? Lưới không rồi. Không đè lưới, đè lưới. Rồi nước sâu. Đè rồi, đè rồi, để tới đây, để tới đây. Để mình đây nè. Đó, đó đó còn gì đó. Dính cá không cái gì đó. Bực bực luôn kìa. Ừ, nè. Dính. Ừ, đó, 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 hai con luôn, kìa. Cái tay, cái tay. Nè. Cái đây hả? Phi, đúng rồi, phi. Ở nó. Đó. Đợi bên đó một con nữa kìa. Nó. Coi tranh thủ người bắt con này, ông bắt hết đó. Có ba cá rô chia ba thầy trò. Để con bắt con bự ra nha. Nặng ký bắt cá bự. Quá đậm đau quá. Bự khó bắt quá. Không có hang, phải có hang. Ồ, một con cá rô. Ba người được ba cá rô. Không có. Hạ lưới xuống cho ghê qua. Để lưới nó chưa chìm nữa. Mẹ nó đè xuống nó giỡn rồi. Ngoài vô ngoài nó cạn rồi. Nước đã phỉnh đã. Nước đây nóng hổi à. Nó dính nhóc luôn. Không được rồi. Rồi, tiếp tục. Cái đậu đó đem vô sát bờ. Vậy được rồi. Nó vậy chứ nó đi trong hé. Trời hang hết biết nguồn không có hay. Dùm lên trên 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 cạn đó. Nè là lên lên xuống đi. Cho lẹ. Vô cái nó chạy bên kia. Vô hết. Có cái dịch nó xét lại này. Hàng nó nằm trên đó không, đâu có con gì cũng vô. Cái bển có hàng không? Ở giật hàng đá mấy cái có. Dạ. Cái này có không? Chưa ngộ. Không có hàng không á. Không biết luôn. Nãy đụng mấy cái lóc à. Đụng ở đây nó chạy bên kia. Bọt ra. Cua, cua cái gì? Cua đồng. Cua lộn. Cua Bắc Kinh. Cua Bắc Kinh. Gạch nó hay chạ không à? Chè. Mình sao lên? Lên trên đó đó, lên gốc cây kìa. Ô, vô nữa nè mấy con ơi. Dính con cua Bắc Kinh. Kìa, yeah, lên dính lắm gốc cây kìa, rồi lên lên mũi. Có lý nè. Chắc ngoài đó.
thử lửa. Cũng vậy nha. Nó có chút xíu trên mé này nè. Dưới này nó không có hang. Chơi bỏ không luôn rồi. Giải bay chài kiếm bậy dài gu mề cho bạn ơi. Nè, bắt hết cái gu chơi. Nhẹ đâu nghe, nó lên mấy. Cái đó mổn được đâu, nó che không à. Dễ gì có gô mà dễ vô. Dạ con à. Vô nè. Khô quá. Chú xịn vậy. Chú nó còn ngâm cái chú á. Để chụp lại dụng mình đó đó. Có hầm, có hầm nè. Có nè. Dạ con. Con non không vậy? Con non thôi. Con dâm. Hả? Con mập nè. Nhóc cho nè. Gô non, gô non. Mùa này cái gô là hiếm rồi, hết rồi, hết mùa rồi. Ồ ngon á, mềm. Xuống xuồng đây. Đó bên đây nó nè. Sao nó con luôn. Hả? Con này là tới luôn á. Tới non luôn, non xèo luôn. Đây. Gô này nè, chim giòn. Con mắm cũng ngon nữa. Để nguyên con khỏi mà. Ê có ếch nha. Ếch luôn. Đó, này phải ếch không ta? Ếch. Ếch, ếch. Con này ếch không? Ếch đó. Hả đi. Kệ ếch đi. Để chụp nó đó, chụp để chút xíu thôi, kéo. Giao cho thầy kinh nghiệm. Rồi, cha đi qua bánh đi. Ôi nước đây, nó cũng như là nước sôi vậy đó. Cá lóc mà nghe. Bực mình dữ quá vậy. Ê, gỗ gỗ chạy vô. Ủa cá lóc. Ê, đó. Thủy nằm giống hang chứ đâu. Ủa nó chạy ra cho rồi. Nó có cái nhát. Thủy chết. Dữ lắm. Đó, gô bự. Một hang trong đây luôn. Ai? Ăn cá rô. Không có đem gì đựng chưa? Vô xuồng. Đó. Ê, lại dính nắp chân rồi kìa. Nè, thử. Ôi, trắng rồi chân rồi anh ơi. Nó chạy lên luôn. Gô bự. Đâu 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 đâu. Ừ, dính cái gô bự. Á, giục nghe con giục. Trời lọt cái sông luôn. Ngoại kéo đi ngoại. Ủa sao? Kéo gì đâu vô hôn để hồi á, nó ngọt. Giảm chừng nữa nha. Dám đâu. Ồ dính cái sặc luôn. Ốc không mà má ơi. Ủa nãy khá nhiều lắm mà. Ủa nãy khá nhiều lắm mà. Nó chuối trơn rồi. Không có được cái xô cái thao vậy chứ.
ốc bu vàng không quá. Đó không đó. Vàng thôi. Ở cái gỗ chuối dưới á. Đâm đầu rồi. Đúng cái đích lên đâm đầu cái kình. Con ếch này tới xuống con khác nữa nè. Con khác. Có hai con hả? Nhiều mà mấy con nữa mà. Còn. Dễ gì hai con đâu. Con nè. Ngâm nó mới dính lên thôi chứ. Cu vàng không à. Nè. Đây con nó này cha. Đây nữa nè. Đây nè, lóc nhanh lắm. Ba con. Còn người ở trên có nó ụt rồi vậy. Chuối á. Nó chuối. Cá gô bỏ em nghe ơi. Còn ngoài chuyển thứ rồi. Bào quá bào ơi. Cái gô đâu bắt đâu. À, chưa. Nó chưa mà có cái sắt này kìa. Sắt non. Sắt non gô non không à. Cái này chiên đỏ nó đã bóng mà chiên giòn á. Chiên nguyên con luôn. Ổi mần luôn. Ổi mần vậy đó. Đắng đắng mới ngon. Rồi, lụm mấy nó chưa. Ớt con ghê trời. Cái này giờ chụp bợ có nữa nè. Cái này, nước rồng nó con trống con thấy đúng đuôi nữa mà. Cái bợ này sao mò được. Cái bợ sao không à. Một con tạng sao á. Ở nước rồng nó sát còn lòng kinh không thấy cái đúng đuôi luôn mà. Nó nó ngon á. Ở chứ ngoài nhóc. Là nó mà làm được. Cái vực này nó la hang. Có gì cũng sao la được. Cái kinh cạn cạn chứ là ngồi trò trò nước gọt một cái chạy thấy hàm trời. Vô vô lượt hai con luôn chứ không một con nè. Đời con này đời, đời. Con cá gô nữa à. Cá gô thôi con gô con chèn chép đúng bài luôn. Tính đâu nói là con cá lâu ký hay gì chứ dục rồi chắc rồi chắc rồi bỏ luôn rồi. Con nhớ được mà dùng cái lai cà đỏ chứ chạy mạnh mấy người cá đi lậu cặp con lắng dò đã ô nữa vô nữa nè cái sọ ăn cái lâu kiếm có rồi mày chạy vô thằng hết ờ đập vậy nó vô đập đập mà đập đập mà nghe ra cái áo là vô luôn á đập đập mà nghe cái áo là vô luôn á vô thấy chưa. Dễ
vậy, con vậy. Vô. Ừ, đó. Dữ lắm rồi, dữ lắm rồi. Ừ. Ghế ta. Đổ bên cho. Đó, thấy chưa? Xem chiếc của ngoại. Ủa dạ. Ông ngoại làm quá trời à. Lắng chiếu lòng lề đường mới được. Không thấy hen. Hàng xích dưới nó mới có. Phía bên đó anh khó mò lắm. Cái nó khúc đó chạy. Đi đó, trời ơi, cá lóc. Ồ, bay ra ngoài sông luôn rồi. Xuống cũng thiệt. Phải thủ trước mới được. Ý là hai tay hai bên. Đi lấy, lấy. Để con gì nè, lương lương. Go. Chạy đi. Trời ơi, trời. Ôi, cá hết biết luôn rồi. Vừa mới nói thủ trước hả? Làm sao mà đỡ được? Ba con này gì? Một không đủ nữa nè. Thằng chả giờ mới làm gì có hả? Không, vô phương. Ừ, mấy cái đất gì thấy dính ngon sợ gì vậy? Trời lắm. Lại làm đậu quá, dạng là không có gì vậy vậy. Thiệt chứ, đậu bên cũng không có luôn đó. Cái á. Xui thiệt. Ôi gồ. Dạ, nó thấy hàng lắm, mà mò hàng ngầm thiếu thiếu mày á. Ừ. Không có, ngồi đây không có. Ngồi biết chứ. Rồi mà. Dập đường nước đá không cây. Trái của tuổi thơ bạn ơi. Dầm đường nước đá ngon lắm. Rớt sức 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 cái cùi. Đây đây đi. Hồi đó mỗi lần về ngoại là kiếm mà. Cỡ nào cũng khinh bịch bình bát vậy á. Trên đời cũng cho lóc. Xui dữ vậy. Cái con đó là phải cố tình mò nó mới có. Là mò dưới mặt đất. Ồ, cái này kêu mọi người tên đúng không? Rồi, dạng mà không nhiều tên đó. Dìm chát thôi. Ừ. Dìm chát thôi, mộ mà bắt chứ được. Cái này không có hàng. Cái này không có hàng. Rồi, lâu lâu phát hiện được cái hàng. Ê, con gì đây? Nè, có hàng nha. Thì con cá không? Đi giả đào. Đào có. Đó, cá gù. Vô mày. Cái này nó có đó. Cái này nó đắp trên bùa xuống hay gì á. Mình ra mình lỡ rồi mình nồi. Còn lóc nửa ký lô coi. Nè tôi chép bành trướng luôn là hai con trổ nè. Nằm trong hang luôn trời. Chép. Ừ. Không ra luôn ta. Lú đầu ép kìa. Ba con luôn. Ba con dính cả. Gớt cái nón mày. Ừ. Trời ơi. Đừng cá lóc luôn. Trời ơi, nó có quắc gì nè, thấy không? Hủi mà cái lụm luôn chạy vô vậy. Ồ, anh dạng hướng quá rồi. Ghê thiệt. Lâu lâu ủ rồi, cá lụm luôn. Cái nấu này chắc mắt luôn. Rồi, một đống chân chét luôn. Mập lù à, thịt không à. Bốn con luôn. Lú rồi, chắc là có cá rồi. Có, cái gì? Nhóc luôn.
chét luôn rồi. Cứu mà. Nhóc luôn mà lâu lâu lụm được con à. Nữa nè, thấy không? Cá gô. Khúc này có hang là có cá đó. Thôi, một cái chép im rồi. Này có bà hai thằng phá chết luôn. Dữ lắm khúc này rồi. Chép cũng có làm hang nở nữa. Đầu luôn rồi nè. Còn nào nó kiếm cũng chẳng có. Kiếm không có. Có nướng mỡ hành nữa rồi. Cái con này nè mấy ngon nè, cái con tròn tròn này nè. Ấy con gì đó. Ồ quá trời lóc rồi. Ở cái lú của người cá hả? Rồi. Cái lú của người ta. Hai con chơi chưa á. Của em á. Của Hảo, của Hải. Cá chép đi con Huy lóc luôn. Cá chép nữa. Má ơi, sao tốt sao đi? Tới đi, tới đi, tới đi. Ủa? Gì? Đủ sống rồi. Cô Phi đâu kiến. Ui, con chép kìa. Chép nó nuôi đã. Đúng rồi. Đã chưa? Thôi lên ghe đi tính. Ê, có con cá chạch nữa kìa. Chạch nhóc luôn. Ốc nhóc luôn. Ngon rồi, ngon rồi. Đó. Quá rồi. Ngoại xí cái bên kia rồi. Đó. Xuồng luôn. Rồi, tới luôn. Ê, 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 ê. Dục con cua vô ơi. Rồi. Không có yếm gì đụng cua. Bà bắt cua này xong rồi. Tới luôn. Ngoại thăm bánh à. Quá luôn. Có không ngoại? Không. Tút trên lận. Trời ơi trời, gắt tà hẻ một lần, hèn chi nó không chạy gì phải. Ôi có con cá lúc bích phùng nữa kìa. Á luôn. Quá cá rồi. Cái chép đẹp ghê không? Sụn luôn. Tép luôn. Gắt một lần luôn vậy ha. Quả xui rồi. Quả không trộm cũng xui nữa. Nhà cái lú gấp nữa. Gấp lỗ mà lớn như cá là mở. Ôi thuốc này hết rồi. Thuốc này cạn khô à. Thiếu là không. Thuốc này không có cạn, cạn khô rồi. Cái bồi xịn đây nè. Ăn cá chép luôn. Chết tội nghiệp luôn luôn. Đẹp ghê. Gối. Đâu mà bắt nó lại. Không muốn đi. Nè. Muốn lên phim nè. Nó chạy theo tay luôn vậy. Nè. Cái dạng ghê à. Thả gì nó không đi nữa nè. Nó không muốn đi. Thả nó đi chơi. Cái này phải nó gom lại còn cái sòng không á. Quá ụt dữ lắm rồi.
Này bào tới luôn bạn ơi. Gắn bắt nào đẩy cái xuồng nó về nha. Đó đó, quá ơi. Dữ lắm một coi. Đó, ngon. Điêu luyện quá nè. Thôi. Này thấy nước sâu nè. Tép nhảy dữ ta. Tép chấu. Kéo lên con bành bành không mà lấy nước văng luôn. Chuối trơn rồi. Tháng này ra xuống kinh gì mò là sướng luôn, mát ghê luôn. Trên bờ nắng nóng. Có đâm đó, đâm bực bực nè. Đâm đã vô rồi đó. Mùa này cá không nhiều phải mùa lúc trước á. Mới đã cái gô cái sặc không sướng. Giờ đồng rút cái cá đi hết. Đó, đó, đó thấy nhiều lắm á. Ồ ơi. Mấy con. Ồ, nhiều lắm. Ê, ê. Ê bự bự không à. Em. Ngon ngon. Dễ ăn. Cái chục với lắm nhiều lắm. Ngon bự bự không à. Ừ đang luôn à. Gô đồng có, gô phi có. Gô phi non. Hồ cá này ăn để nguyên con béo dữ lắm luôn. Cá đó nó béo hơn nhưng con cá gô đồng hả? Lục. Nè. Mùa này mấy bạn trên ruộng không bắt chứ. Cái chừng nửa tháng nữa cá nó chết chừng. Khô. Nước này khô rồi. Bơi người ta. Trộm dừa. Đi đâu cũng đụng dừa hết trơn á. Ra ruộng nhờ mấy cái dừa vậy đó. Nó ủ lên con đây. Con. Có lý. Cái này lên đây đụng lại dừa nhà không. Dừa nhà không ha. Mà hồi ta gượt chạy không kịp. Nhà mình đều. Hồi nãy nãy tôi chưa nói hết nhà của người ta. Nhà ta mà ở nhà đó ông nó dữ lắm không. Rồi xách vào gượt chạy nhãn kinh đó cho nè. Một nắm cá gù luôn. Thường thường ta nói bắt cá hai tay này, một tay mình bắt mấy con luôn. Nè, cá này gù phi. Vừa chiên giòn luôn ha. Cá nó khỏi mạnh đó. Cái này mà dạo dạo cái kênh này và hai ba chài cái là đủ ăn này. Cho xuống xuồng hết. Một xuồng cá luôn rồi, từ đầu tới mũi luôn rồi, từ đít tới mũi luôn rồi kìa. Quá trời nhiều luôn. Cá nhiều hả mới vừa giật ra khô, trời ơi gom sọc cá nó ụt lội. Mấy kinh này bữa nào sách chấm lên đây đặt luôn. Hổm dài nó khô lâu quá cá nó cũng ra. Chỗ nào ngon? Giờ hên xui chứ biết chỗ nào. Chỗ nào ngon nha. Này mà dính con cái gô phi chà bá đâm đã. Con con à. Nhiều lắm. Nhiều lắm, ốc con rồi. Nhỏ nhỏ lạc trơn rồi. Để đọt à nè. Trời ơi, nhiều lắm, toàn ốc vàng không. Con cái quy con cái gô đồng rồi. Ủa, tội hơn khác. Gô quy cái này chiên giòn thả. Khó lạc á. Mềm mà nó béo không? Ngon chết. Khỏi bỏ xu. Này là mùa này là đi chắc ngót những con cá còn sót lại nữa bạn ơi. Đó, con cá sặc này. Rồi xong. Này tối cho chuột lên quất. Đụng hết bỏ tội chết. Cái
muốn đó ra mấy ngày trời đó. Không, con muốn lưới ngang trên bờ. Thì dăng trên bờ. Nhưng mà đậu phải dăng dặn xin hết trơn chứ không dặn xin đâu.